mà tôi đâu có cố ý đâu. Bà có đau không? Xe ra đi. Nè, cá xa ra nha. Tôi là tôi xí trước chỗ này rồi đó. Tôi thích chỗ này rồi, không có ai được giành với tôi đâu. Ủa sao vậy? Mốt đi đứng nhớ cẩn thận xíu nha. Ủa, bà cũng có cái thẻ cào đó nữa hả? Bà lấy ở đâu ra vậy? Tôi cũng có một cái y chang vậy luôn á. Ê, giống tôi. Xin chào các em học trò của ta. Ta sẽ được tự giới thiệu. Ta là giáo sư, người đã sáng lập ra học viện tin cứng này. Như các em thấy, quy mô của học viện lên đến 10.000 phòng. Wow. Ủa thầy, không đủ đúng không? Bây giờ mới có 1.001 phòng thôi, nhưng mà tương lai nó sẽ là 10.000 phòng. Nhưng chỉ với 1.001 phòng, nhưng chỉ đầy đủ tất cả những trang thiết bị để giúp các em có thể hoàn thành những môn học của mình. Chỉ có một sự việc đáng tiếc, đó chính là một số phòng thì thầy vẫn chưa thể nào lắp đặt được máy lạnh ở trong đó. Và chúng ta gọi đó là toilet. Sao, còn thắc mắc gì nữa không? Vậy là sắp tới, tụi mình sẽ được học toàn là thầy cô giáo nổi tiếng nhất nhiều trong quốc gia này. Thì là tuyệt vời. Thầy, cho em hỏi là chừng nào tụi em mới được gặp thầy cô bộ môn? Mà thầy ơi, em nghe nói á, trường mình là một trường siêu đặc biệt, nên chỉ dạy những bộ môn siêu đặc biệt thôi đúng không thầy? Mấy đứa bạn của em á, học toàn toán lý hóa, chả em có xỉu luôn á thầy. Các em cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi xin được trân trọng tuyên bố, tôi sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của 4 đứa em. Và điều đặc biệt, đó là kiêm luôn giáo viên bộ môn của tất cả các bộ môn trong học viện này. Thầy ơi, em thấy có gì kỳ. Kỳ cái gì? Liệu giấc mơ Nobel của em đang nằm trong tay thầy? Em có một câu hỏi, tại sao thầy lại chiêu mộ 4 đứa tụi em? Theo tụi em thì như thế nào? Tụi em có gì đặc biệt nói thì nghe xem. Em biết rồi. Mời em. Tại em đẹp trai. Cái sai nhất của em là em chưa gặp tôi thôi, cho nên em chưa định nghĩa được cái đẹp đâu. Tôi mới gọi là hình mẫu tiêu chuẩn của cái đẹp nè. Trong trường này không ai có quyền đẹp qua tôi hết, hiểu không? Còn em á, thì em biết là trước sau giờ em có được giải Nobel, nhưng mà chưa gì thầy đã chiêu mộ em rồi. Nhanh quá không thầy? Còn em là vì em xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, con ngoan trò giỏi. Nói chung á là em giỏi toàn diện. Còn em thì sao? Ba bạn này ai cũng có đặc biệt hết, sao chỉ có mình em là không thấy gì đặc biệt hết? Nhưng mà đối với thầy, em chính là người đặc biệt nhất. Tại vì sao? Tại vì trong 4 bạn em không có gì đặc biệt hết. Cho nên... Nhưng mà không sao. Khi đến với học viện này, chỉ cần vài ngày học thôi, các em sẽ hiểu rõ hơn về học viện và hiểu rõ hơn về chính bản thân các em nữa. Còn bây giờ, các em đã sẵn sàng để đến với môn học đầu tiên chưa? Dạ. Được. Nếu vậy thì hãy quay về phía đằng sau và hãy nói cho thầy nghe các em thấy gì. Tan 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 tan. Wow, nguyên một dàn nhạc. Các em có yêu âm nhạc không? Có thầy. Được, bây giờ chúng ta sẽ tiến tới dàn nhạc. Bên cạnh dàn nhạc sẽ có một cái đường đi, và đó sẽ là đường đi đến phòng học học môn đầu tiên. Theo tôi. Nhanh lên. Chúng ta sẽ đến với môn học đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là nhạc Lý Tung Tẩy.
Chết tôi rồi. Mới đây mình vừa tập thể dục, vừa hát làm bà Tám chóng mặt rồi nôn mửa tùm lum. Phản đối! Em phản đối thầy! Mắc mớ gì phản đối? Tại em không thích học môn này. Phản đối không hiệu lực. Lý do gì mà kỳ cục. Được rồi, bây giờ trước mặt của các em là bốn cái lu. Các em sẽ úp mặt vào cái lu này và luyện thanh từ nút đồ cho tới nút đố. Thầy, con có ý kiến. Vụ gì? Tại sao trong phòng mình có nguyên một cái dàn nhạc to đùng mình không học đó, mà tự nhiên ra đây là thầy kêu có cái lu à, học nhạc lý là học sao thầy? Đó là phương pháp đặc biệt của tôi. Các em không nên thắc mắc gì nữa hết. Tất cả chuẩn bị. Mà khoan, thầy khử trùng mấy cái lu này chưa vậy? Thầy đã nói là không thắc mắc gì nữa hết. Tất cả chuẩn bị. Úp mặt nè. 1, 2, 3. Úp. Đô rê mi fa sol la si đô. Bắt đầu. Đô rê mi fa sol la si đô. Được rồi, em rất cố gắng. Còn các em nữa, cười cái gì? Bạn mình có làm không tốt thì cũng không được cười lớn như vậy. Mốt cười là phải che miệng lại lịch sự đàng hoàng. Đúng rồi, bé My đúng đó. Thôi rồi, nói chung là cũng được, cũng không tới nỗi quá tệ. Bây giờ thầy nghĩ như vậy, thầy sẽ kết hợp bộ môn nhạc lý này cùng với một trò chơi dân gian. Nó sẽ giúp cho các em có hơi dài hơn, hỗ trợ tốt cho cái môn nhạc lý này. Trò chơi có tên là U